Kính chào quý vị. Quý vị đang theo dõi tin tức cập nhật trên kênh YouTube của Báo Tiền Phong. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 5, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm khuyết điểm. Đối với vi phạm của một số đảng viên tại Đảng bộ Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Gia Lai, Văn phòng Chính phủ, Cơ quan Văn phòng Quốc hội, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, các ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phạm Thái Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội, Nguyễn Văn Khước, Tỉnh Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Lê Tuấn Hồng, nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lương Tài Bắc Ninh, Hồ Văn Điểm, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Các cán bộ này cũng bị xác định vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định của những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, chính quyền địa phương, cơ quan nhà nước. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các tổ chức Đảng và các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng ông Dương Văn Thái và Mai Tiến Dũng. Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng các ông Phạm Thái Hà, Nguyễn Văn Khước, Lê Tuấn Hồng và Hồ Văn Điểm. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Đối với vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2015-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân, Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các dự án, gói thầu liên quan đến Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC, Hệ sinh thái AIC, Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và tại một số dự án sử dụng đất gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thiệt hại rất lớn về tiền, tài sản của nhà nước, dư luận bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, nguyên tắc tự phê bình và phê bình, đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong công tác cán bộ, giảm sút sức chiến đấu, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng, khó khắc phục, dư luận bức xúc. Ban Thường vụ trực tiếp là thường trực Tỉnh ủy để doanh nghiệp lũng đoạn, chi phối, can thiệp sâu vào các hoạt động kinh tế xã hội và công tác cán bộ. Thường trực Tỉnh ủy mất đoàn kết nghiêm trọng, nhiều cán bộ đảng viên trong đó có cán bộ lãnh đạo chủ chốt suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tiêu cực, nhận hối lộ, bị kỷ luật, xử lý hình sự, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và chính quyền địa phương. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của các tổ chức Đảng và các cá nhân nêu trên, theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc các nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025. Thưa quý vị, tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ chiều tối ngày 4 tháng 5, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho hay, mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng và một số địa phương liên quan. Ngày 30 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ông Mai Tiến Dũng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, bị bắt để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, với cáo buộc có sai phạm liên quan đến dự án Đại Ninh, tỉnh Lâm Đồng. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Bộ Công an đã phối hợp với các lực lượng liên quan thực hiện thủ tục tố tụng theo đúng quy định. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết thêm, khi lãnh đạo Ban chuyên án báo cáo về một số vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có lời khen ngợi với lực lượng công an,
quyết tâm quyết liệt trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trung tướng Tôn Sô cho biết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục quyết tâm quyết liệt hơn nữa theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Ông Mai Tiến Dũng, 65 tuổi, là Ủy viên Trung ương Đảng, hai khóa 11-12, từng làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Bí thư tỉnh ủy Hà Nam. Tháng 11 năm 2014, khi đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, ông Dũng được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng. Tháng 4 năm 2016 đến tháng 4 năm 2021, ông Dũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ngày 7 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 15 phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Trước đó, hồi giữa tháng 1 năm 2023, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ. Ban Bí thư xác định ông Mai Tiến Dũng với cương vị Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tổ chức các chuyến bay giải cứu đưa công dân về nước trong đại dịch COVID-19. Để một số cán bộ Văn phòng Chính phủ tham mưu đề xuất không đúng kết luận của Thủ tướng, nhận hối lộ, bị khởi tố bắt tạm giam. Vi phạm của ông Mai Tiến Dũng được xác định là đã gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan hành chính nhà nước. Đến giữa tháng 3 năm 2023, Thủ tướng cũng đã có quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với ông Mai Tiến Dũng vì đã có vi phạm khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật về đảng. Liên quan đến vụ án này, cả Bí thư tỉnh ủy Lâm Đồng Trần Đức Quận và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp đều đã bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an bắt tạm giam. Trong đó, ông Quận bị khởi tố, bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, còn ông Hiệp bị điều tra về hành vi nhận hối lộ. Hồi tháng 3 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án nhận hối lộ, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng để điều tra về tội nhận hối lộ. Đến tháng 8 năm 2023, bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ theo dõi công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo phòng chống tham nhũng buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả vụ 1 Văn phòng Chính phủ bị Bộ Công an khởi tố bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thưa quý vị, tối ngày 1 tháng 5, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã phát đi thông cáo cho biết, ngày 26 tháng 4 vừa qua, căn cứ quy định của pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 1046, đồng ý đề nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về việc khởi tố bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội đối với ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 kể từ ngày có quyết định khởi tố bị can. Ông Dương Văn Thái, 54 tuổi, quê Bắc Giang, là tiến sĩ kinh tế. Ông Thái trưởng thành từ cán bộ văn hóa thông tin, thể dục thể thao thị xã Bắc Giang, sau đó là cán bộ thuế thuộc chi cục thuế thị xã Bắc Giang. Tới năm 2006, ông Thái trở thành phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, rồi trở thành chủ tịch thành phố Bắc Giang. Từ năm 2014, ông Thái được bổ nhiệm làm phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, rồi chủ tịch Bắc Giang từ năm 2019. Tới tháng 10 năm 2020, ông được bầu làm bí thư tỉnh ủy Bắc Giang. Tại đại hội lần thứ 13 của Đảng, ông trúng cử vào Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, giữ chức bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021-2026. Từ tháng 7 năm 2021, ông Dương Văn Thái được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa 15, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Trước đó, ngày 15 tháng 4, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An, cùng 5 người khác gồm 2 lãnh đạo của Thuận An và 3 cán bộ tỉnh Bắc Giang về các tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa nhận hối lộ. Tại Bắc Giang, các ông Nguyễn Văn Thạo, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc và ông Hoàng Thế Du, Trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang cùng bị bắt về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tới ngày 22 tháng 4, khi mở rộng điều tra vụ án tại Tập đoàn Thuận An,
Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, trợ lý Chủ tịch Quốc hội về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Sau khi khởi tố vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An, Bộ Công an đã yêu cầu nhiều địa phương như Đắk Lắk, Phú Yên cung cấp hồ sơ liên quan đến các gói thầu của Thuận An. Thưa quý vị, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Ông Phạm Thái Hà, quê Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, có học vị tiến sĩ kinh tế, từng là kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, chuyên về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông Hà từng trải qua các vị trí Thư ký Tổng Kiểm toán Nhà nước, Thư ký Bộ trưởng Bộ Tài chính, Hàm Vụ trưởng, Thư ký của Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Trợ lý Phó Thủ tướng Chính phủ, Trợ lý Bí thư Thành ủy Hà Nội. Ông Phạm Thái Hà được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ từ tháng 5 năm 2022. Ông Phạm Thái Hà bị điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi. Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thái Hà được cơ quan điều tra ban hành ngày 21 tháng 4. Ngày 22 tháng 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định tố tụng. Cơ quan điều tra đã thực hiện khám xét nơi ở, nơi làm việc của ông Phạm Thái Hà. Theo Trung tướng Tô Ân Sô, ông Phạm Thái Hà bị bắt trong quá trình cơ quan điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An. Liên quan đến vụ án này, ngày 15 tháng 4, Bộ Công an thông tin cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An. Ông Nguyễn Duy Hưng bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Cùng thời điểm đó, C03 đưa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Hoàng Thế Du, trưởng phòng Ban Quản lý Dự án tỉnh Bắc Giang về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Trần Anh Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An về tội đưa hối lộ. Ông Nguyễn Khắc Mẫn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thuận An bị C03 khởi tố bắt tạm giam về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam hai cán bộ của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang, gồm Nguyễn Văn Thảo, Giám đốc Ban và Đàm Văn Cường, Phó Giám đốc Ban. Cả hai bị can trên bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Riêng ông Thảo bị điều tra thêm về tội nhận hối lộ. Trung tướng Tô Ân Sô cho biết thêm, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tập trung lực lượng, mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của các bị can, sai phạm tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và các đơn vị tổ chức có liên quan, để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật và thu hồi triệt để tài sản.